Từ khi ba mẹ chị mất thì trong chính ngôi nhà này có những lúc chị đã bị gục như thế. Và trước dịch thì chị có một bà vú ở trong nhà, nhưng mà sau khi dịch bà vú về quê thì bà vú cũng bị bệnh và mất ở dưới quê. Và bởi vì tình cảm với bà vú đó chị gắn bó quá nhiều, đến sau này chị không thuê thêm vú ở trong nhà nữa mà chị làm tiếng thôi. Rồi có một lần là chị làm việc nhiều quá mà quên ăn. Chắc có lẽ là ở đây khi mà ai đã cảm giác một cái cảm giác gọi là chìm sâu vào công việc, gọi là sâu đít đó, thì gần như là chúng ta quên luôn ăn và không có cảm giác đó. Và cái lúc đó đường huyết của chị bị tụt xuống. Và đầu tiên khi mà cảm giác là xây sầm mặt mày và máu nó hống lên não nữa. Và tự nhiên mình đứng dậy không được, mình nhìn tất cả mọi thứ đều đều không được. Mà cũng may là ngày xưa năm 22, 23 tuổi là mẹ chị cho chị đi học một cái lớp là giống như là căn bản về dược. Nên chị biết ngay lập tức là chị bị tụt đường huyết. Và chị dùng hết tất cả những cái sức lực cuối cùng chạy thẳng vào trong bếp lấy nước quậy rất nhiều đường. Và chị nhớ là khi chị múc đường là đường còn đổ vung vãi, bởi vì mình không, gần như mình không ý thức được. Và uống cái ly đường đó và chạy ra ghế lên nằm, nằm dài, không kịp nằm ghế nhưng nằm dưới đất, nằm đâu khúc này, nằm dài để cho máu nó kịp dồn lên não, có nghĩa là tự mình cứu mình ngay khúc đó. Đấy là một trong những cái cảm giác mình ở cửa tử rất là kinh khủng. Lúc đó thì con trai chị đi học trường mẫu giáo. Và cái cảm giác đó là chỉ còn lúc đó cầu cứu đâu. Bố mẹ cứu con. Vậy vì ba chị mất năm 2019, nhà mẹ là mất 2021. Mà anh thì ở xa. Là bố mẹ cứu con. Và may thay là sau đó khoảng 5-7 phút sau thì chị hồi lại sức. Và việc đầu tiên là chị cầm cái điện thoại và điện thoại xuống dưới bảo vệ để nhờ các bạn lên hỗ trợ. Và ở gần đây thì chị cũng có một cái người anh có cái bệnh viện đa khoa, là lấy taxi đi qua bên đó và nằm chuyển đạo ở bên đó. Không ai hiểu được rằng là một người khi thành công và nổi tiếng, có một cái câu rất là hay là người chịu được sự cô đơn là người dễ thành công và nổi tiếng. Tại vì khi chúng ta chịu được sự cô đơn, chúng ta có thể tập trung toàn bộ 100% năng lượng của mình vào những ước mơ, hoài bão, những dự án. Nhưng con sói đơn độc không phải lúc nào cũng là con sói hạnh phúc. Con người đơn độc cũng là con người đôi khi họ phải đối mặt với cái cửa tử chập chờn. Nhưng sau đó thì qua cái câu chuyện này, Vân cũng muốn truyền tải một năng lượng rằng là ai cũng có những lúc như vậy. Nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình và đừng chìm đắm trong công việc quá mà để lỡ bị như Vân. Và đó lý do tại sao mà ở nhà lúc nào Vân cũng có những sản phẩm giống như thế này, để khi lỡ là hơi hơi đói đói là phải có để nạp vào lý. Và thực sự là cái bệnh tụt đường huyết nó có rất nhiều. Và bây giờ đã bị trẻ hóa rồi. Bởi vì cái tuổi trẻ của chúng ta phải làm nhiều quá, chúng ta phải mưu sinh nhiều quá. Và chính vì như vậy đôi khi chúng ta quên đi việc ăn uống và quên đi bản thân mình. Đấy là một lần. Trên thực tế thì nuôi một con người nó vô cùng khó khăn. Và một trong những yếu tố cần và đủ đấy là kiến thức và tài chính. Kiến thức có ít thì nuôi con nó đỡ cực ít. Kiến thức có nhiều thì nuôi con đỡ cực nhiều. Bởi vì khi mà có nhiều kiến thức, có nhiều mối quan hệ thì đương nhiên là cái khả năng về tài chính nó sẽ tốt hơn. Mà bây giờ chúng ta nuôi một đứa con đâu chỉ có việc quần áo và ăn uống. Dạ yeah, đúng không? Việc con học tập, học thêm, rồi một cái khoản tiền lớn để cho con vào tới lớp 12 và đại học. Nếu như người mẹ đó mà vất vả về tài chính thì khổ lụy trăm bề. Bởi vì trong suốt cái quá trình mà tư vấn về tâm lý trong những năm vừa rồi
Thì bởi vì chị Vân may mắn, bởi vì phi Vân may mắn là tư vấn online nên là mình chạm được vào rất nhiều những góc khuất và thậm chí là những người phụ nữ mẹ đơn thân ở những vùng quê. Và khi mà họ nói chuyện với mình qua online hoặc họ chat với mình, họ kể là họ phải nuôi một người con, hai người con, ba người con, thậm chí bốn người con trong một cái cảnh cùng cực về mặt tài chính, thì có những người mẹ còn muốn tự tử, bỏ ôm con tự tử. Nhưng mà ngay tại cái thời điểm đó thì Phi Dân Vân đã tư vấn rất nhiều và thậm chí là định hướng cho những người mẹ đó tìm được lối thoát về tài chính từ những người xung quanh của mình, từ những người trong gia đình dòng họ. Bởi vì khi mà một người đau khổ, não họ đóng lại, mà khi não đóng lại thì sẽ không suy nghĩ được cái gì nữa hết. Chưa nói tới những người quá đau khổ một thời gian dài bị trầm cảm, thì cái hậu quả của trầm cảm sẽ là một tự tử. Còn may mắn là chị Phiên Vân, may mắn, cái này là rất may mắn, là mình có một cái khả năng về tài chính vững chắc. Tuy nhiên, một người may mắn và có khả năng về tài chính vững chắc mà chỉ lo cho mỗi bản thân mình thì cái đó nó chưa đủ về tâm đức. Khi mình may mắn, mình có khả năng về tài chính, mình cần phải biết trao đi giá trị. Không phải là mang hết tài sản của mình để cho mọi người, nhưng có thể trao qua giá trị bằng những bài viết, bằng những sản phẩm tâm lý học, bằng những buổi trò chuyện online, live stream trực tiếp, để định hướng cho các chị em làm sao tự tìm được hạnh phúc, chia sẻ về tâm lý tài chính, chia sẻ về định hướng kiếm tiền. Và có những bạn, chị rất là may mắn, có những bạn đang không có một cái gì hết, nhưng mà sau khi nghe theo những cái lời định hướng, thậm chí là đi mượn mọi người xung quanh từng chút từng chút từng chút một, và bắt đầu tập tành kinh doanh online nhỏ 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 nhỏ, thì bắt đầu đã có đồng tiền ra tiền vào. Và thậm chí là một số những cộng đồng nhân nhân của chị Viên Vân, họ có những cái nguồn hàng chị kết nối để họ làm cộng tác viên live stream bán hàng và được ăn chia phần trăm. Một cái sản phẩm đôi khi họ chỉ lời có 50 ngàn, 100 ngàn hay là vài ba chục ngàn, nhưng một ngày họ cố gắng họ bán được 10 sản phẩm, họ cũng kiếm được vài trăm, một tháng cũng được vài triệu, đủ để họ thoát ra khỏi cái lúc họ cùng cực, họ túng quẫn khi mà bên cạnh không có một người đàn ông chống mũi chịu sào và nuôi một bầy con nhỏ áp lực và stress. Và đấy nó là một trong những cái mà chị Vân nghĩ đó là sứ mệnh của chị. Sướng lắm, sướng lắm khi mình làm được những điều như thế. Bởi vì tới một cái lúc mà mình thấy là tiền nó đã không còn quan trọng, bởi vì cái ý nghĩa của chữ tiền nữa, mà chữ tiền nó quan trọng với ý nghĩa của chữ tâm, chữ tài và chữ tập. Bố chị là gốc Thái Bình, gốc ngày xưa thời thời các ông á. Tuy nhiên là năm 13 tuổi bố đi thiếu sinh quân, thì bố có một thời gian hình như cũng sống ở Hà Nội. Không biết làm sao mà cơ duyên gì mà sau này bố lớn thiệt lớn rồi, rồi bố yêu mẹ, mẹ là gái Hà Nội. Mà ở nhà thì chị là con gái Diệu, con út ấy, rất là được cưng và nhõng nhẽo, nên là cái giọng của chị nó điệu điệu, nó dẻo dẻo. Nên đó là lý do tại sao mà ngày xưa các anh chị em nghệ sĩ lúc mà chị mới vô nghề 15, 16, 17 tuổi là hay gọi chị là Vân Dẻo. Anh Hoài Linh hay gọi là Vân Dẻo, anh Đàm Vĩnh Hưng hay gọi là Vân Dẻo. Rồi sau này thì nguyên anh chị lớn từ cái thời cô gái xấu xí cũng hay gọi là Vân Dẻo. Vân Dẻo là nó là cái bản thể thứ hai của cái chữ Vân, Vân Điệu ngoài Bắc. Năm 8 tuổi, bố mẹ của chị chuyển công tác từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế là cái thời điểm đó là cái thời điểm giao thoa về cái giọng của chị nó bị lai. 8 tuổi mà cái giọng nó dễ bị lai lắm. Tuy nhiên là chị vẫn muốn giữ cái giọng của người Bắc, ráng níu kéo. Ráng níu kéo. Nhưng mà có níu kéo lắm thì nó cũng chỉ lai lai được thế này thôi, chứ không thể nào nói y chang như giọng gái Hà Nội ngày xưa được nữa. Bởi vì lúc mình vào mình còn bé quá. Khi vào những cái vai phản diện trong các phim thì đạo diễn nói là em không được nói cái giọng giọng điệu điệu như thế này, giọng điệu điệu này là của Phiên Vân ngoài đời, em phải chanh chua lên, em phải đanh đá lên, em phải hung dữ lên, em phải gào thét lên. Thì khi mà mình gào thét lên là nó ra những cái giọng của những nhân vật,
và tự nhiên nó lại trở thành một cái hiệu ứng. Ngày xưa lúc mà chị năm 2001 chị là học viên xuất sắc của hội điện ảnh thành phố, lúc đó là thầy Sâm Thương, thầy Phạm Thùy Nhân là ban nuôi, thầy chủ nhiệm là nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, bây giờ cũng là ban nuôi của chị, một người thầy nữa là thầy Nam Anh, thầy mất rồi, thầy dạy tiếng nói sân khấu rất nổi tiếng, chắc chắn là em biết đúng không? Em là MC mà giọng em hay như vậy là em chắc chắn biết thầy Nam Anh, chắc ngày xưa cũng học qua thầy hả? Dạ em cảm ơn chị. Thì thầy Nam Anh có nói với chị là, chị nhớ nha, lúc đó năm cỡ năm 2000, thầy nói là cái giọng này một là sẽ cực kỳ nổi tiếng, hai là không bao giờ nổi tiếng, chứ cái giọng này không có lỡ nha. Không có lỡ nha, bé Vân Dẹo có nói không có lỡ nha bé Vân Dẹo, tại lúc đó cái tên của chị là Nguyễn Thanh Vân chứ không phải là Nguyễn Thanh Vân, và nickname là Vân Dẹo chứ không phải là Phi Thanh Vân. Thì bắt đầu lúc đó mình mới, thầy nói mà mình hoang mang chứ, mà mình nghĩ là thôi nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng còn có một cái phao là một là không nổi tiếng nhưng hai là chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, là mình bám vào cái phao chắc chắn sẽ nổi tiếng, thì mình bám vào cái phao ước mơ đó. Nhưng mà đúng là như thầy đã nói thì đúng là giọng này sau này là người ta nhớ giọng chứ người ta không nhớ mình, bởi vì sau quá nhiều những cái sự thay đổi về ngoại hình, qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thì có nhiều người nhận là không ra nữa, nhưng mà mở miệng nói ủa chị là chị Phi Thanh Vân đúng không, rồi là giờ em nhìn ngoại hình chị em nhận không ra, và bây giờ chị nói em mới nhận ra. Có nhiều báo đài đăng là 21 lần, nhưng 21 lần đó không chỉ đơn giản là phẫu thuật thẩm mỹ, đó còn là một số những cái ca phẫu thuật của bản thân chị bị nữa. Chẳng hạn như là cái việc mà chị bị sẩy thai thì cũng đã là 2 lần trong đó rồi. Rồi thêm một số những cái ca phẫu thuật khi mà mình bệnh thì mình cũng tính vào luôn. Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ cũng là nhiều nhất, cũng vẫn là nhiều nhất. Thì dù sao đi chăng nữa thì với chị đó là một duyên nghiệp. Tại bởi vì trong tất cả những cái quyển sách chị đang đọc trên kia thì sách kinh doanh, marketing, tâm lý, quản trị, nhưng rất nhiều đó là sách về tâm linh. Và những quyển sách về tâm linh toàn là những quyển sách nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là những quyển sách của giáo sư Minh Phong, hay là ở Việt Nam thì là có sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Và chị hiểu ra một điều là chúng ta đang sống ở đây không phải kiếp này, mà chúng ta đã sống muôn ngàn kiếp rồi. Và điều này không chỉ có Việt Nam mình tin, mà bây giờ là cả thế giới đã tin. Những quyển sách giống như là Dấu Chân Trên Cát, Hành Trình Về Phương Đông bây giờ đã nổi tiếng cả thế giới rồi. Hay là những quyển sách gần đây nhất, nói ra thì giống quảng cáo quá, nhưng những quyển sách gần đây nhất mà giáo sư Nguyên Phong viết thì cũng cả thế giới bây giờ đang điên đảo về việc đó. Thì ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, gặp lại nhau cũng đã là duyên. Thì cái việc mà chị đã phải trải qua tất cả những thăng trầm như vậy để thay đổi con người chị trở thành ngày hôm nay, đó cũng là cái duyên nghiệp. Bởi vì câu đầu tiên chị mới nói với em là chị được như ngày hôm nay, thứ nhất là cảm ơn bố mẹ, bởi vì bố mẹ đã sinh chị ra. Cảm ơn những người cộng tác, cộng sự xung quanh chị. Và cảm ơn cả cái môi trường và xã hội này thay đổi. Bởi vì môi trường thay đổi thì con người mới thay đổi. Còn tất cả các môi trường nó đều y như cũ của cái thời ngày xưa, nó không thay đổi gì cả, thì chị cũng thấy thôi.